Hello mọi người, hôm nay thì Lan sẽ luộc trứng. Thì mình có một cái chục trứng. Trứng này mình lấy trong tủ lạnh mới ra luôn, nó còn lạnh tanh nè, nó chưa có xả gì hết á. Nhưng mà mình bỏ vô mình luộc luôn, không cần phải chờ nó hết lạnh ha. Thì mình luộc cái cách này á cũng rất là nhanh, tiện lợi, không cần phải canh lửa, canh bếp gì hết. Đó là mình luộc bằng cái nồi này. Từ khi mình có cái nồi này mình rất là tận dụng nó. Có cái gì mình muốn nấu cái gì là mình cứ bỏ vô cái nồi này. Mình cho vào đây một cốc nước. Đó, như vậy thôi. Bây giờ cái vỉ này nó có sẵn ở trong này. Thì cái vỉ này không biết có phải thuộc cái nồi này hay không, nhưng mà bạn có thể lấy bất cứ cái vỉ nào. Và có thể mình lấy cái rổ nữa. Nhưng mà nhà mình không có cái rổ thì mình để lên cái vỉ thôi. Nếu mà mình có cái rổ mình để vô á, khi mà mình luộc xong mình bưng ra nó rất là nhanh. Bây giờ mình sẽ chắc trứng nó lên trên này. Hai mẹ con mình sẽ ăn trứng trừ cơm luôn á. Hả Bảo ha? Thật ra mình ăn trứng mình không có ăn cái lòng đỏ, cho nên mình ăn khá là nhiều, nó không có no á. Mọi người đừng có để nó đụng vô nước, cứ để nó ở trên cái rack như thế này. Mình ăn cái mình thấy nó không có bị đầy. Mình ăn cái lòng đỏ nhiều cholesterol với lại ngán quá, mình không có ăn được. Ủa sao chín cái này con? Đây là cái thứ 10. Ok. Nếu mà nhà đông đó, hoặc là mình có kho thịt gì Tết đó, thì mình có thể chắc đầy lên tới đây luôn. Chắc hết lên đây. Và mình luộc cũng một cốc nước vậy thôi là nó vừa rồi, không cần phải đổ nhiều nước, tại cái này là cái hơi thôi. Bây giờ mình sẽ đậy cái nắp nó lại. Xong mình để là mình siêu nó lại nha, mình đóng mình khóa cái van nó lại. Bây giờ mình sẽ cắm cái. Rồi xong. Bấm pressure cook nha mọi người. Xong mình bấm thêm lần nữa normal nè, mình bấm cái nữa mình chọn more nè. Và đây high pressure, và đây nó có sẵn 2 phút rồi thì mình cứ đợi cho nó nấu nha. Như vậy là nó sẽ on, sau khi nó on nó nấu xong á. Sau khi nó on như vậy nó nấu xong rồi nó sẽ xả hơi. Khi nào mà mình thấy L007 hoặc là 8 á, cái nồi của mình thì 7 tới 8 phút là nó xả hết cái hơi cho một cốc nước này. Là lúc đó mình có trứng mình ăn. Và nó DL08 tức là nó đã xả hơi được 8 phút rồi đó mọi người. Và cái này nó đã sụp xuống rồi. Bây giờ mình đi lấy một cái thau nước để mình bỏ nó vô mình ngâm cái trứng này ha. Ô là la. Nhanh vậy. Giờ mình sẽ gấp. Sẽ ngâm ở đây khoảng 10 phút ha, cho cái trứng này nó nguội thì mình sẽ ăn được. Đây là chục trứng mình mới vừa chắc nước ra. Bây giờ mình sẽ lột thử cái trứng này nha. Mình sẽ cắt nó ra thử cho mọi người coi ha. Nè. Vừa chín tới, trứng còn mềm ngon lắm mọi người. Đó. Rắc muối tiêu lên. Ăn cái trứng gì nó ngon quá. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người làm cái trứng thế nào mà mình lột cho nó nhanh nhất. Mình sẽ bỏ vào đây 5 cái. Đậy nắp lại. Xong. Muốn bỏ bao nhiêu cái thì bỏ nha mọi người. Thấy không? Cái trứng nó bể như thế này nè. Và mình lột thôi. Xong. Ok. Vậy là Lan đã luộc xong một dĩa trứng rồi. Chỉ có khoảng 15 phút thôi mọi người. Không có quá lâu ha. Cái nước đó, nó ít đó, chỉ có một cốc thôi thì nó sôi cũng lẹ. Rồi tổng cộng khoảng 15 phút, cũng giống như mình luộc ở trên cái bếp vậy đó. Chúc cho mọi người tiết kiệm được thời gian nha, thời gian và công sức. Nếu mà nhà có cái nồi áp suất đó, mình xài tiện quá ha mọi người ha.